Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 8, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Ninh Thuận tử vong. Theo điều tra, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 28 tháng 6, quân nhân Hoàng Văn Minh mang quân hàm thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937 Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 85A07407 lưu thông trên đường 16 tháng 4 theo hướng từ biển Bình Sơn đi quảng trường 16 tháng 4. Khi đến gần cổng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Ninh Thuận, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm thì ông Minh chuyển hướng sang để vào ngân hàng trên. Trong quá trình chuyển hướng, ô tô đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 85R9-1279 do nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, ngụ tại phường Tấn Tài, đi cùng chiều làm nạn nhân ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng trước cổng ngân hàng rồi tử vong sau đó. Quá trình điều tra, Cơ quan Hình sự khu vực 3 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Trước đó, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng đã xin lỗi công khai gia đình nạn nhân về việc thông tin sai kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh này. Sẽ được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội bắt cá truyền thống Hồ Đập Lỗ, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh của tỉnh Hà Tĩnh là lễ hội truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân gian đã có từ lâu đời. Hàng năm cứ đến mùa hè, khi mà mùa màng thu hoạch xong, người nông dân nhàn rỗi thì địa phương này lại tổ chức lễ hội cho toàn dân đánh bắt cá. Sáng sớm ngày hôm nay mùng 7 tháng 8 năm 2022, hàng ngàn người dân trong tỉnh Hà Tĩnh đã mang theo ngư cụ kéo nhau về hồ Đập Lỗ để tham gia lễ hội. Theo quy định của ban tổ chức, những người tham gia lễ hội bắt cá chỉ được sử dụng những ngư cụ như nơm, lưới mò, vó, nhủi, vợt, chai lưới để trổ tài bắt cá. Nhiều người đã quen với việc nơm bắt cá, nhưng với nhiều người thì đây là lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động này nên cũng không khỏi tò mò và thích thú. Đặc biệt là khi bắt được những con cá, mọi người đều reo hò vui mừng, phấn khích, làm cho không khí của lễ hội thêm tưng bừng và náo nhiệt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đến xem và chứng kiến lễ hội. Hôm nay đã được cái thông tin là phường xã Thạch Hưng tổ chức lễ hội là nướng cá tại hồ Đập Lỗ. Đây là anh em là cùng có chuẩn bị là nướng dụng cụ để tham gia cùng mọi người cho vui. Đấy, cũng rất mong là được các đoàn thể cơ quan và các tổ chức là hàng năm tổ chức một lần để cho bà con vui và đoàn xây dựng cái tính đoàn kết cộng đồng. Thì nghe thông tin là lễ hội nướng cá, thì cùng tham gia và cùng nướng được con cá gọi là được nắm thêm. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì và giải ba cho những nơm thủ bắt được những con cá to nhất. Lễ hội bắt cá truyền thống Hồ Đập Lỗ không chỉ phục hồi những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, của quê hương, mà còn là dịp để cư dân địa phương và du khách có một sân chơi bổ ích vui vẻ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Qua cái buổi sáng hôm nay thì thấy rằng là bà con nhân dân là hết sức là vui vẻ. Số người đến tham dự là rất đông, và với cái dự kiến của địa phương thì sau cái lễ hội này thì 2 năm một lần sẽ tổ chức là cái lễ hội bắt cá tại cái hồ Đập Lỗ này. Lễ hội bắt cá truyền thống Hồ Đập Lỗ được tổ chức 2 năm một lần nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đề cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Thưa quý vị, cao điểm hè, hàng chục triệu du khách đã đổ về các điểm đến trên toàn quốc, đặc biệt tại các vùng biển như là Sầm Sơn, Đà Nẵng, Hạ Long. Lượng khách lớn tập trung tại các bãi biển, khu du lịch, công viên giải trí. Bởi vậy, sự đông đúc và xếp hàng dài để trải nghiệm các dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì cảm giác khó chịu, ngột ngạt khi chờ đợi, thì tại một số địa điểm du lịch, chủ đầu tư đã sắp xếp thêm nhiều tiện ích để thời gian chờ đợi trở thành những thời gian trải nghiệm. Quy mô lớn với nhiều cảnh quan và hàng trăm trò chơi hấp dẫn cùng nhiều show diễn tại các công viên chủ đề, khu du lịch Sun World Bà Nà Hill, Sun World Hạ Long Cẩm Lách, Sun World Phú Quốc đang thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, với số lượng người lớn như vậy thì sự đông đúc và việc xếp hàng để sử dụng dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Mình rất là vui khi ở Việt Nam mình có những khu chơi mang tầm cỡ quốc tế như ở Sun World, mình có thể cùng với gia đình và bạn bè vui chơi ngày cuối tuần. Sau những dịp cuối tuần thì thường khách du lịch rất là đông. Thì mình nghĩ là các bạn nên tham gia vào những cái thời gian mà ít cao điểm hơn, hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Cũng như là các bạn nên xếp hàng, cũng như là nghe theo hướng dẫn viên để tránh chen lấn xô đẩy và tránh những hành vi không đẹp.
Bên cạnh việc du khách có thể linh hoạt thời gian, tránh giờ cao điểm khi đến vui chơi, nâng cao ý thức khi xếp hàng, thì tại một số địa điểm vui chơi, đơn cử như các khu vui chơi giải trí của tập đoàn Sun World, chủ đầu tư đã có những bổ sung nhiều tiện ích để thời gian chờ của du khách sẽ là những trải nghiệm. Và thậm chí cái sự chờ đợi của du khách đến với một cái công viên nào của Sun World thì cũng trở thành những cái trải nghiệm. Nhưng mà để tạo ra được cái điều đó thì có hai vấn đề chúng tôi phải làm. Điều đầu tiên là cái phải chuẩn hóa cái thời gian chờ đợi đó. Cái thứ hai là sẽ phải bổ sung các thêm các tiện ích. Khách hàng phải xếp hàng chờ đợi ở trong những cái nơi mà nó có bóng mát hay là có những cái nhà rất là đẹp. Rồi khách hàng có thể là trong thời gian chờ đợi đó có thể là vẫn được mua đồ ăn, đồ uống hay là mua sắm được. Và điều quan trọng là tại các công viên của chúng tôi thì nhân viên họ sẽ giao tiếp với du khách. Và theo thống kê của Tổng cục Du lịch, ước tính trong 7 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đã phục vụ 71,8 triệu lượt, vượt chỉ tiêu đề ra cả năm. Trong đó, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Sapa, Phú Quốc có mặt trong danh sách những điểm đến hút khách bậc nhất. Bởi đây là những điểm đến hấp dẫn, tổ chức các lễ hội, sự kiện hè quy mô và tầm cỡ như Carnival đường phố Sunfest, Đại nhạc hội Take Me thuộc Sở Sun tại Đà Nẵng, hay đến Sapa bay giữa mùa hoa của Sapa. Bên cạnh những tín hiệu tích cực trong giai đoạn vừa qua, để phát triển, khôi phục ngành du lịch hơn nữa, theo các chuyên gia, cần thiết phải có bộ văn hóa ứng xử cho người dân. Thì tôi nghĩ rằng là cái công tác về thông tin đó, bằng nhiều cái hình thức khác nhau, và chắc chắn rằng nó cũng phải nên xuất phát từ cái cấp cao nhất để chúng ta tạo sự đồng bộ. Bởi vì văn hóa ứng xử nó phải là một cái bộ quy chuẩn, phải xây dựng một cái bộ quy chuẩn, và bộ quy chuẩn đó nó được áp dụng một cách là đồng bộ ở các cái tỉnh thành của Việt Nam. Mỗi tỉnh thành thì có thể có một cách triển khai khác nhau, một cách triển khai để cho nó có cái tính mà thu hút người dân có thể quan tâm. Chỉ nửa đầu năm, Việt Nam đã vượt mục tiêu đề ra về lượng khách du lịch nội địa cho cả năm. Dự kiến trong những tháng hè sắp tới, lượng khách tiếp tục bùng nổ tại các điểm du lịch. Bởi vậy, mỗi du khách với hành động lịch sự khi xếp hàng, giữ gìn cảnh quan sẽ góp phần tích cực khôi phục ngành du lịch, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bản tin thời sự tối sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được triển khai nhằm thu hút hành khách và hàng hóa để khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên khu đoạn Hà Nội Vinh. Dự án do Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư. Phạm vi đầu tư là khu đoạn đường sắt với điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh. Tổng chiều dài dự án là gần 320 km. Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội Vinh. Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc gói 7.000 tỷ vốn trung hạn 2016-2020. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 811 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2025. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Theo nghị định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô mà người gửi hàng hóa không đi theo xe thì phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác 5 thông tin bao gồm tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không. Còn từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu.